Với tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin níu giữ cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiện diện thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu vớt bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng người, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm nhành liễu thân vàng, tay cầm bình nước cam lộ rưới khắp thế gian, tốt tươi mát mẻ mười phương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát dân gian, lại mẹ Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con cuộc sống đời xinh tươi, cho con cuộc sống đời yên vui. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn từ bi độ đời. Xinh đẹp quá chị ba, tâm thật nói ra là làm, vàng thật vậy thì tấm phúc. Em liền ra số điện thoại Mobi, hay vì na lát có người nạp liền tay, chị đã mua trên 300 triệu gửi về ban bố cho các em quê nhà chân thật hiền lương. Còn bất cứ mà con nào loạn thần hay phản quốc thì đừng trách ba tám cung, ta đứng đầu mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ tánh trung ta đổ bao nhiêu tỷ tỷ về. 20 năm nay ai cũng biết bà bóng bê đê ôm mối đồng tình, hay là luyến ái ai cũng biết bà tám cung, lòng dạ tánh trung mẹ cho của cho tiền. Hôm nay tại trước am thiền chùa Lục Hòa, con khẩn nguyện cầu xin mẹ gia hộ độ trì cho gia đình con được ngày hôm nay 9 căn nhà tại Mỹ Quốc, con cháu anh chị 1 căn là trên 1 triệu đô, 1 căn thì 700-800 ngàn đô la Mỹ, con cháu thì làm 1 năm vô bao nhiêu trăm ngàn đô la Mỹ. Con cũng nhờ ơn trên cha mẹ chuyển xây, ngày hôm nay con nguyện làm phước đến mãn đời chân thật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Ở thế gian nhiều tiếng thị phi, nương vào cửa Phật từ bi hỷ xả. Qua bể khổ con mượn thuyền bát nhã, rửa bụi trần con mượn nước ma. Thúy Kiều ở nước tứ bản nguyện sao cho thoát khỏi chốn ta bà, về tịnh độ vui miền cực lạc. Quý a Thủy Long Cung lộng lạc, ta đừng để an nhàn ta bà. Thiếp nguyện giữ một kho vàng mỹ hiệu là Tam Cung Nguyệt Kiều. Lời vàng con gửi trao xin giái Phật mẹ Quan Âm thương tình độ cho gia đình con. Tối nay máy bay sẽ ghé Boston, lòng thành con vàng giai. 14 tháng nay con hòa quyện tâm giải. Nếu gia đình anh con sang qua Mỹ, con nguyện làm phước mãn đời chân thật hiền lương. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 20 năm nay tư bản
Mẹ cho con bao nhiêu là tỷ tỷ con đổ về Việt Nam. Con nắm cái kho vàng của mẹ Tây Ninh. Con nắm cái kho vàng của mẹ Châu Đốc. Con chia sẻ cho bà con nghèo chân thật quê nhà hiền lương. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.